bay à, mà cả hai thao đóng à. Anh hay mình còn bay quá. Nó bay nó sky đâu. Gặp một lần. Mặt tôi rồi. Tôi mặt rồi, kêu mẹ qua đi. Kêu mẹ qua đi. Mẹ con mới đem qua. Anh cũng mơ hôn nhảy. Mày đâu gia đình quá là khó khăn luôn, nhìn sao thôi chị cũng bớt đau buồn đi chị ơi, chị bớt đi chị, ở đây thì mọi người sẽ giúp chị mỗi người tay ha. Dạ là mẹ bé là mọi người. Ủa mà sao bé bắt vậy chị bé? Nó ăn cái lục kiến đó, cái chân đó đó. Bé lặn, bé mò cái lục kiến bé ăn đó mọi người, xong làm bé mắt luôn, ăn xong mắt luôn. Đây nè, giờ tôi đi về là nó móc tay mẹ ơi, là con tôi. Là ngã đi luôn, dạ. Ngã đi luôn rồi. Dạ. Tôi bồng đi bệnh viện, thằng cha tôi bồng đi được. Là mặt mày xanh lè hết rồi. Dạ. Ừ. Bé bị ngộ độc, vậy là bị ngộ độc rồi, ăn cá lục kiến là ngộ độc rồi. Cái chân này nè, tại cái chân này nè. Ừ. Có bé ăn cái trứng này nè mọi người. Ăn này nè, ăn trứng này nè. Bé mò cá lóc kiến á mọi người, mò cá lóc kiến ăn á mọi người, ăn cái trứng này nè. Ăn cái trứng này nè xong rồi là coi như là bé đi bé chết luôn, bé mất luôn. Đó, bé mò cá lóc kiến bé ăn nè mọi người thấy không? Cá lóc kiến này nè, ăn cái trứng này nè. Ăn xong rồi bé mất luôn. Đó. Mà mọi người thấy bây giờ là cái hoàn cảnh nó cũng quá là khó khăn luôn của mọi người. Mà bây giờ thì hòm mà đã có rồi, hòm thì mấy sư đã cho rồi, mấy sư ở đây đã cho rồi. Đó. Bây giờ là mình chỉ cần có một ít kinh phí để mà mình lo hậu sự cho bé thôi. Bây giờ thì sư cũng đã giúp cho hòm mọi người, hòm đã chuyển đến rồi mọi người thấy không? Đó. Này mọi người thấy nè, giờ bé phải nằm cũng bị đỡ. Cha nó có về kịp không? Cha nó đi làm. Cha đi biển. Đi biển hả? Cha bé đi biển hả? Ừ. Này, mọi người thấy là bây giờ cái nhà bé nè, cái nhà cũng rất là khó khăn mọi người thấy nè. Thiếu trước hụt sau, nấu nướng cũng phải ở ngoài này luôn, không có cái chỗ nơi luôn mọi người. Bé mới 14 tuổi thôi mọi người ơi. Bé mới 14 tuổi thôi. Bé nó tên gì vậy? Hả? Bé Thu nhiêu tuổi vậy? Bé Thu hả? Bé Thu. Ăn cái gì vậy? Ăn cá lóc kiến hả? Trời ơi. Đó, ăn trứng cá lóc kiến, mọi người thấy cái trứng vẫn còn nè, đây nè. Đó, bé ăn cái trứng vẫn còn nè. Đó. Thì bé mới vừa lặn mò cá lóc kiến về bé ăn á mọi người, ăn xong là ăn vô trứng này xong là mẹ bé về là bé kêu mẹ ăn tiếng rồi bé nhả ngang. Đó, mọi người thấy nè, rất là nguy hiểm đó mọi người. Đó. Để người ta bác sĩ ra. Đừng có đồn gì. Dạ đúng rồi, mình phải biết cái nguyên nhân làm sao đó. Bác sĩ là thẩm định cái đã. Chưa, bác sĩ chừng nào cho giấy hai. Bác sĩ phải chẩn định như thế nào đã. Hai, chừng nào bác sĩ cho giấy nè. Cái quyết định cái. Dạ đúng rồi. Mình cũng đừng đồn luôn. Nhỏ này thì những ai đã nhập vô bé này
là hai đứa bạn thân luôn đó mọi người. Bé đang mất bây giờ đang nhập trên đó này. Thế là chứ mình nhờ sư phải làm sao. Bà Mai ơi. Mấy con nó thầy cái gì? Làm mấy ngày trước là hai đứa thể nha, là 18 tuổi bỏ nhau. Đó, bây giờ bé này mất rồi, đó nhập vô cái này. Cái này là phải nhờ sư mới giải quyết được thôi. Cái người chẳng mất thật không làm được. Rất là thương tâm mọi người, tức là bé đi mò cá, bé ăn mò cá rồi xong mới đi ngộ độc, đi rửa mắt. Gia đình nghèo lắm mọi người, gia đình rất là nghèo. Đứa bé này là đứa bé này nó ăn gọi là mọi người biết là hai đứa bạn chung sớm với nhau. Hai đứa bạn chung sống với nhau thì mấy ngày trước mới thề thốt với nhau là đến 18 tuổi thì mới bỏ nhau. Đó mà bây giờ bé này đột ngột mất rồi thì bây giờ nó nhập vô bé này. Cái bé này quá trời luôn, khóc quá trời. Dạ. Nó bị ăn cá mấy trúng độc của mọi người. Bé bị ăn cá mấy trúng độc ấy. Rồi bé mắc đột ngột, gia đình cũng nghèo khó quá trời. Cái này là Tấn Khanh sẽ mở một cuộc vận động nhờ mọi người giúp đỡ nha. Mấy đứa nhỏ đi ra đi con, mấy cho người lớn người ta làm.